Một cánh cổng khổng lồ luôn kìa các bạn. Wow, nó ngã kìa các bạn. Chúng ta có gì đây? Tôi thấy đằng sau cánh cổng là những chú khủng long rồi. Có vẻ như chúng ta đã bước vào thế giới khủng long rồi kìa các bạn. Rất là nhiều chú khủng long luôn. Wow, một bầy luôn kìa các bạn. Nó sống chung với gia đình của nó kìa. Wow, nhiều thật sự luôn các bạn. Có cả khủng long bạo chúa nữa kìa các bạn. Wow, thế giới khủng long thật là đa dạng luôn kìa. Ui, xung quanh còn có những loài động vật khác nhau nữa. Wow, quá trời luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu với một chú khủng long Spinosaurus nào. Spinosaurus chúng ta đây, Spinosaurus Lego rất là đẹp luôn. Wow, quá Captain Dino sau là đánh ném con Bachycephalosaurus đi các bạn. Wow, rất là mạnh luôn. Một chú Velociraptor đang đứng kìa các bạn, đang đứng nhìn chúng ta kìa. Wow, ui Lego, mô hình Lego rất đẹp luôn, có cái sấm sét trên lưng kìa các bạn, cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, ui một bài Velociraptor đang lao vào hai chiến binh kia. Ui, nó hạ được hai chiến binh kia của chúng ta rồi, rất là mạnh mẽ luôn. Wow, 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 wow. Một con Betarodon đang đứng với hai cái trứng của nó kìa các bạn. Wow, rất là đẹp luôn kìa, mô hình Lego quá đẹp luôn. Wow, bầy Betarodon đang lao vào những con. À, thì tôi đang, tôi đã nằm đó, lao vào con Spinosaurus, nó cắn không ngừng luôn kìa. Wow, wow, Spinosaurus rất là mạnh nha. Indominus Red, mô hình Lego màu trắng rất là đẹp luôn. Wow, nhìn cặp mắt của nó kìa. Wow, đẹp thật sự luôn các bạn, mô hình Lego rất là đẹp nha. Ôi, một chút. Indominus Red đang cầm rượu với Indominus Red. Rất là đẹp luôn. Một con Raptorette mô hình Lego. Các bạn nhớ đang ăn cỏ các bạn. Mô hình Lego đẹp thật sự luôn kìa. Dễ thương như vậy, nhỏ xíu luôn các bạn. Con Raptorette rất là nhỏ luôn nha. Ở đây chúng ta có một con Brachiosaurus. Ui, cả một bầy Brachiosaurus với rất đa dạng mô hình luôn. Tôi thấy được mô hình Lego màu đỏ rất là đẹp này, với một con Garuccio rất là khổng lồ, rất là bộ dài rất là to lớn. Wow, nhìn nó kìa, đẹp chưa kìa. Đó, rất là to lớn luôn, đứng hơn cả cái cành cây khổng lồ luôn kìa. Đang ăn những lá cây trên cao, đứng ra rất cao nha các bạn. Iguanodon, một con rồng vớt, một con rút rất là to luôn. Con này có thể đứng được nha các bạn. Đó, bộ hình đẹp thật sự luôn. Đó, đẹp chưa kìa, cực kỳ đẹp cái màu sắc của nó trên người, nó nhìn như con hổ luôn các bạn thấy không, những cái lằn rất là đẹp luôn. Wow, chúng ta có một đại gia đình Triceratops ở đây các bạn. Wow, nhiều chưa kìa. Đó, ui có cả một con Stegosaurus gì thế này, rất là lạ luôn, nó một sừng nó lạc vào đây thôi. Ui nhìn mô hình được chơi, bấm cái nút đuôi rất là hay luôn, nó giật giật này. Đã chưa kìa, hãy trả lại với gia đình nó nào. Wow, nhiều thật sự luôn. Ôi, Triceratops đang hút con bò fantasy bay luôn kìa các bạn. Wow, mạnh chưa kìa. Oh, những con Triceratops con luôn kìa, rất là dễ thương luôn. Chúng ta có một cặp Bachi, tôi lộn, đây là Parasaurolophus, một con phục. Ôi, mô hình Lego rất là đẹp luôn, khủng long với cái đầu màu gà cực kỳ đẹp. Đó, đây mô hình cực kỳ đẹp của nó đây, nhìn rất là giống luôn các bạn thấy không, mô hình những cái chi tiết những cái nét trên nó rất là đẹp luôn. Quá hay, mình có gì đây, một bay ba chi đang đánh nhau với con ba ra các bạn. Wow, ba ra nó hút kìa, nó dùng đầu nó như đuôi, nó quất qua quất lại liên tục luôn. Cả một đại gia đình ba ra rất là đẹp. Ui, Tyrannosaurus con bạo chúa rất là to lớn luôn. Ui, với con của nó này, ui chú khủng long T-Rex Lego thì rất là dễ thương luôn rồi các bạn. Ôi, mở miệng được luôn này, rất là hay ho luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn, mô hình Lego khá là đẹp luôn nha. Đây chú khủng long T-Rex to lớn của chúng ta đây. Wow, cực kỳ to lớn luôn. Một con cam rất là đẹp luôn, mô hình rất là chi tiết luôn. Ui, chú T-Rex chúng ta khổng lồ luôn các bạn. Wow, các bạn nhìn thấy chưa, cực kỳ to luôn, đứng còn bự hơn cả chiếc máy bay khổng lồ đằng sau lưng luôn rồi. Wow, rất là to lớn. Một cặp Ankylo, con nó đang đuôi vẻ đó các bạn. Ankylo sau vết con lông có một bộ giáp rất là dày luôn nha. Nó đẹp chưa kìa, mô hình Ankylo gai không là gai trên người các bạn.
Hai con tên này đánh vào Ankylosaurus lại. Ui, nó đánh liên tục, có vẻ như là cuộc cuộc bay luôn. Wow, mạnh quá, mạnh luôn. Megalodon với một cái bay trên người rất là giống như cánh bướm luôn. Đẹp chưa kìa. Wow, mô hình chân còn chưa. Cái răng của nó kìa các bạn. Rất là đẹp luôn. Một đại gia đình Stegosaurus các bạn ơi. Wow, lòng mà nó có một cái gai trên lưng rất là đẹp, một mô hình Lego đẹp chưa kìa, đấy quá đẹp luôn. Đó, cái là sự đàn con này là chạy rất là nhanh luôn, sự mình khá là to lớn rồi, chạy cực kỳ lẹ luôn rồi các bạn. Đó, sự là ơi khoan, quay lại chúng ta còn một con Lego sự là khổng lồ đấy các bạn, qua một cái sự đàn da đấy các bạn, đẹp chưa? Cái lớp và gai trên người nó rất là đẹp luôn nha. Wow, nó đang chung đuôi, nó đánh qua đánh lại con Dilophosaurus các bạn. Wow, cái gai nó kìa, như những cái gác mái rất là đẹp luôn. Marciacasaurus. Ồ, nó đang há cái miệng về phía tôi các bạn. Wow, bấm cái nút là nó cắn lại. Wow, thấy chưa, bấm là nó cắn cắn lên thấy chứ. Ôi, tương tác được luôn nha, cực kỳ thú vị luôn. Còn gì không nào? Amaga, một con khủng long với cổ dài các bạn. Con này nó thấp hơn con kia nhiều nha, con này nó có rất là nhiều gai trên người đó nha, cực kỳ đẹp. Wow, cái mô hình màu sắc của nó kìa rất là đẹp luôn, cái cánh kìa, những cái gai trên người nó đi. Wow, khá là nhọn luôn nha các bạn. Monolophosaurus, oh, nó bẻ cái đuôi nó cắn cắn cái miệng hay chưa kìa các bạn, bấm cái đuôi nó cắn cái miệng này. Wow, mô hình hay chưa, rất là thú vị luôn. Molofo của chúng ta đây rồi, đang chạy rất là nhanh. Ui, có vẻ khá là nhỏ bé so với cái mô hình hồi nãy các bạn. Con này nó rất là nhỏ luôn kìa, nhỏ thật sự luôn. Hãy thả xuống đi kiếm con khác đi nào. Ở đây chúng ta có một cái sở thú khác nữa đây các bạn. Ui, Mamanchimosaurus, con khủng long cổ dài. Con này là con to lớn nhất trong dòng khủng long cổ dài đây các bạn, cực kỳ to luôn, to hơn cả con Kachi luôn nha. Con này nặng tới 70 tấn là cực kỳ to lớn. Hà mã đang há cái miệng rất to về phía mình này, mô hình hà mã đẹp thật sự luôn. Từng các bạn chi tiết chưa? Cái tình hình rất là bầm mập, đang đi rất là chậm chạp kìa. Hạ xuống lại được cửa hàng được cái gì nữa? Chú tinh tinh đang gặp cực chưa các bạn? Bỏ ra kìa, bỏ đi đi vô kìa. Mô hình chấm chấm rồi đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Tình tình của chúng ta đây rồi, đang đi. Cô nhìn cái cánh tay của nó to chưa kìa. Wow, khi nó ngã rồi không sao, không sao. Một chú hươu cao cổ. Wow, cái mô hình này thì nó không có được đẹp gì cho lắm các bạn ơi, không có sắc nét như những mô hình khác. Cái màu sắc làm rất là qua loa luôn kìa. Đó, đây hươu cao cổ chúng ta đây, nhìn đẹp thật sự luôn đấy. Những cái rằng rất là đẹp luôn, rất là cao luôn. Wow, chúng ta sẽ đến với một con hổ các bạn à. Hổ đang cầm đường và cái mô hình này mới gọi là đẹp này đấy, những cái lồng vàng làm rất là chi tiết luôn, thấy chưa, rất là đẹp luôn. Ui, chú hổ chúng ta đang đi ấy, nó trốn khỏi cái chuồng rồi các bạn. Con người chạy quá trời luôn kìa. Người chạy khỏi đó quá trời luôn. Một chú tê giác xanh các bạn, với hai cái sừng rất là to luôn. Ui, mô hình đẹp chưa. Oh, trong video chúng ta là một chú tê giác trắng nha. Con này nằm trong sách đỏ rồi các bạn, cần được bảo tồn nha. Đấy, kế tê giác là một chú sư tử. Đây, chúa sơn lâm của chúng ta đây. Mô hình cực kỳ sắc nét chi tiết. Ồ, cái cánh bòm của nó kìa, đẹp chưa kìa. Wow, cái bòm sư tử kìa các bạn, quá ư là đẹp luôn. Đó, chúng ta có một chú ơi, nó ngã rồi. Chúng ta có một chú lạc đà trước mặt nha các bạn. Wow, mô hình lạc đà với hai cái bú nhìn rất là hay luôn. Đấy, cái bú nó dùng để chữ nước nha, khi mà nó đi qua những cái sa mạc cằn cỗi các bạn. Wow, nó ở chung bầy với một bầy lạc đà không bú khác nha các bạn. Wow, có cả một con thằng kè luôn nữa các bạn, thằng kè sa mạc luôn này. Wow, nhìn mô hình này là giống nhất này các bạn, nó phình cái bụng ra này đây đó, quá đẹp luôn.
Ôi, có cả một con bạch tuộc khổng lồ đang rơi trên cạn này. To chưa kìa. Bắt lên nè, rồi. Ui, nó dậy kìa các bạn. Wow, nó dậy quá trời luôn kìa. Ui, cho bạch tuộc bắt những con đen nuôi chết và ném lên trời. Wow, mạnh quá. Ui, nó quật những con đen nuôi chết không còn gì luôn. Đấy, bên nó sẽ nói chúng ta bị ngã không sao. Rồi. Đẹp chưa kìa. Ui, Venusaur đang cắn nhau với Hulk các bạn. Ui, Hulk đã hạ gục được Venusaur các bạn. Thôi, quá dữ luôn. Mạnh thật sự. Công viên khủng long với rất là nhiều các loại động vật khác nhau. Thôi, cả một đại gia đình Tokyo vào khá là nhiều các loại khủng long khác nhau luôn. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Mình để yên cho chúng nó rồi các bạn.